Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho tiểu mục điểm báo trong buổi sáng ngày hôm nay với rất nhiều những thông tin nổi bật được báo chí đăng tải mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với tờ báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 37 năm 2021 sửa đổi bổ sung một số quy định tại Nghị định 137 ban hành năm 2015 về hướng dẫn thi hành luật căn cước công dân. Và từ đây thì cánh cửa kho dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã dần hé mở để giúp cho người dân của chúng ta bớt gánh nặng về thủ tục hành chính. Và trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay đã đăng tải thông tin về những điểm mới của nghị định này trong bài viết trên trang số 2 và số 3, chờ mở kho dữ liệu dân cư quốc gia. Theo đó, nghị định chỉ có 3 điều có hiệu lực từ ngày 14 tháng 5, nhưng sửa đổi và bổ sung đúng vào những vấn đề mà người dân còn thắc mắc trong những ngày vừa qua. Đó là khai thác dữ liệu để làm các thủ tục hành chính mà không cần đến giấy. Tuy vậy, cũng có những quy định cần được cơ quan thực thi làm rõ hơn nữa. Theo luật sư Hà Hải, Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, Nghị định 37-2021 đã chỉ ra được cơ quan đầu mối có thẩm quyền trong việc kết nối khai thác dữ liệu cũng như cách thức trình tự thủ tục để kết nối, cung cấp, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, nghị định này cũng chỉ mới là hướng dẫn khung và chưa có hướng dẫn chi tiết để có thể thực hiện ngay. Thưa quý vị, báo Người Lao Động số ra ngày 30 tháng 3 thì có bài viết đáng chú ý là điểm mặt hang ổ xe dù bến cóc ở thành phố Hồ Chí Minh. Và trong số tiếp theo mới nhất của tờ báo thì nhóm phóng viên đã tiếp tục đi tìm câu trả lời từ phía cơ quan chức năng, có câu hỏi liệu có sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm quản lý dẫn tới tình trạng trên hay không. Câu trả lời từ phía Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã được đăng tải trên số báo sáng nay với bài viết điểm mặt hang ổ xe dù bến cóc thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải phản bác, dư luận hoài nghi. Theo ông Đàm Phan Phát, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, lực lượng thanh tra vẫn xử lý thường xuyên, liên tục các hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định. Các cơ quan liên quan cũng như chính quyền địa phương nơi hang ổ xe dù bến cóc hoành hành vẫn nhất mực khẳng định đã làm quyết liệt, làm hết trách nhiệm mặc cho dư luận bức xúc. Và Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu nhiều lần xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, những câu trả lời này lại khiến người dân nghi ngờ bởi thực trạng xe dù bến cóc vẫn diễn ra ngang nhiên. Như việc hai bãi giữ xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh ở phường 26 quận Bình Thạnh đối diện bến xe miền Đông đã lấn chiếm hàng ngàn mét vuông ở sông Bình Triệu khiến ai cũng bất bình. Một trong những người dân đã nêu ý kiến, cái khó là chính quyền, ngành chức năng có thực sự muốn dẹp hay không? Vâng, và cũng cung cấp thêm thông tin về hai bãi giữ xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với bến xe miền Đông, thì trên báo Thanh Niên trang 5 đã phát hiện ra một chi tiết, và đây có thể là lý do khiến cho hai bãi giữ xe này ngang nhiên tồn tại, bất chấp sự bất bình của dư luận. Bài viết trên trang 5 cho biết, chủ một trong hai bãi xe là người nhà của một cựu công an. Qua xác minh, thì phóng viên của báo Thanh Niên phát hiện bãi xe 391 là của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải hành khách TBT. Ngày thành lập là ngày 23 tháng 9 năm 2004. Giám đốc là một người phụ nữ, có địa chỉ trụ sở chính ở đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 28, quận Bình Thạnh. Ngành nghề hoạt động chính, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến vận tải, chi tiết, dịch vụ giữ xe. Khi phóng viên liên hệ với người này, người đại diện kiêm giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải hành khách TBT, để hỏi một số thông tin liên quan đến bãi xe 391, thì được bà đề nghị nói chuyện với chồng bà. Trong quá trình trao đổi, người đàn ông này giới thiệu từng làm việc ở Công an quận Bình Thạnh. Vào ngày 30 tháng 3, một lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh xác nhận ông này mới về hưu cách đây vài tháng. Khi còn đương chức, ông này là đội phó đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh. Thưa quý vị, và một câu chuyện đáng chú ý liên quan tới câu lạc bộ tình người, lấy danh nghĩa là hội thiện nguyện nhưng lại có nhiều hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan. Báo Lao Động đã tìm hiểu và hội này hoạt động giống như tổ chức hội nhưng câu lạc bộ tình người lại không được cung cấp văn bản cho phép thành lập hội từ phía cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và các thành viên cũ của câu lạc bộ tình người cũng chia sẻ về cách tổ chức này đã lôi kéo thành viên mới. Và trên báo Lao Động trang 1 và trang 7 có bài viết ai đứng sau câu lạc bộ tình người có dấu hiệu mê tín dị đoan, những chiêu trò lôi kéo và dấu hiệu hoạt động trái phép. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, trong buổi làm việc với phóng viên báo Lao Động, đại diện ban chấp hành câu lạc bộ tình người, sau khi nhiều lần đề nghị phóng viên, phó chủ tịch câu lạc bộ này là ông Trần Ngọc Việt chỉ cung cấp được một số quyết định thành lập câu lạc bộ tình người của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển trí tuệ cộng đồng vào ngày 19 tháng 7 năm 2019. Theo tài liệu tại phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn và phát triển trí tuệ cộng đồng có tổng số vốn điều lệ là 600 triệu đồng.
với 6 thành viên góp vốn là Kim Bình Trọng, Phạm Thị Bình, Nguyễn Vinh Hiển, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Văn Điệp, Trần Hoàng Lan. Đáng chú ý, cả 6 thành viên này đều nằm trong ban chấp hành của câu lạc bộ Tình Người. Trong đó, Kim Bình Trọng giữ vai trò là chủ tịch câu lạc bộ, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Vinh Hiển đều là phó chủ tịch câu lạc bộ. Dù doanh nghiệp này chỉ đăng ký hành nghề là 10 nghề hoạt động khác nhau, nhưng tổng số lao động chỉ có 8 người. Khi phóng viên đặt câu hỏi, công ty ngoài hoạt động vận hành là câu lạc bộ thì còn hoạt động kinh doanh gì khác không? Ông Trần Ngọc Việt, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty và phó chủ tịch câu lạc bộ Tình Người đã từ chối cung cấp thông tin. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, ngày 31 tháng 3, Hội Phụ huynh đại diện cho khoảng 325 học sinh sinh viên của Học viện Múa Việt Nam đã kêu cứu vì họ có nguy cơ ra trường trắng tay, không có bằng chuyên môn, không bằng trung học cơ sở lẫn trung học phổ thông. Báo Tuổi Trẻ trên trang 13 đăng tải bài phản ánh bức xúc của những bậc phụ huynh này trong bài viết với dòng nhan đề Luật thay đổi người học trắng tay. Theo đó, 325 người học này bao gồm những học sinh từ K40 đến K43 đang học hệ trung cấp và những sinh viên từ K2 đến K6 đang học hệ cao đẳng của Học viện Múa Việt Nam. Họ là lứa được học viện tuyển khi chuyển từ trường trung cấp lên trường cao đẳng múa Việt Nam. Đến năm 2019, trường cao đẳng múa Việt Nam mới chuyển lên Học viện Múa Việt Nam. Theo đó, vì học viện không liên kết với phòng giáo dục đào tạo quận Cầu Giấy, nên học bạ trung học cơ sở do học viện cung cấp là vô giá trị. Học viện cũng đã tổ chức cho người học của mình thi tốt nghiệp trung học phổ thông thay vì yêu cầu học sinh tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, nhưng kỳ thi này cũng không có giá trị pháp lý theo quy định hiện hành. Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Hải, giám đốc Học viện Múa Việt Nam cho biết, ban giám đốc học viện đã có tờ trình gửi lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo để tháo gỡ những khúc mắc này cho phụ huynh và học sinh sao cho thỏa đáng nhất. Thưa quý vị, và tiếp tục sẽ cũng là một thông tin về giáo dục rất đáng chú ý. Đánh giá về việc là hai bộ sách giáo khoa lớp 1 là Cùng học để phát triển năng lực và Vì sự bình đẳng dân chủ trong giáo dục sẽ biến mất trong năm học 2021-2022. Báo Người Lao Động trên trang 5 đã đăng tải ý kiến của nhiều chuyên gia, trong đó có ý kiến của ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Quốc gia Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học cho rằng, không thể để các nhà xuất bản vì lợi nhuận kinh tế mà bỏ qua những nguyên tắc khoa học cũng như vi phạm quyền lợi học sinh và phụ huynh. Hợp nhất sách giáo khoa là tùy tiện. Đáng chú ý là ý kiến của chuyên gia giáo dục Giáp Văn Dương đánh giá việc hợp nhất các bộ sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là một sự tùy tiện. Theo ông Dương, việc hợp nhất không có trong kế hoạch và hình dung trước đó của nhà xuất bản này cũng như là ngành giáo dục và xã hội. Sự tùy tiện này đã làm mất đi cơ hội tham gia các bộ sách giáo khoa của các nhà xuất bản khác. Vì một khi các đơn vị đã lựa chọn bộ sách giáo khoa nào rồi, thì nhiều khả năng năm sau sẽ chọn tiếp bộ sách giáo khoa đó vì sự tiếp nối về cách tiếp cận và không phải đào tạo lại giáo viên. Bên cạnh câu chuyện giáo dục thì câu chuyện văn hóa cũng có một vấn đề rất đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi sẽ được đề cập. Trong khi các phim công chiếu bị kiểm duyệt rất kỹ, có khi còn bị cắt xén quá tai gây ảnh hưởng đến mặt phim, thì bản chiếu trên các website lậu lại lan tràn, ngay cả khi phim có chứa nội dung xấu và sai phạm. Trên báo Pháp Luật ở trang 8 có bài viết cảnh báo website phim lậu tràn lan gieo mầm độc. Theo thống kê của Cục Điện ảnh Việt Nam, hiện có hơn 40 website tiếng Việt đang công khai chiếu hàng chục ngàn bộ phim trên mạng. 2/3 trong số đó chuyên chiếu phim không bản quyền. Sự tồn tại của các trang phim lậu đã khiến các trang phim chính thống lẫn các rạp bị cạnh tranh không lành mạnh. 2 năm gần đây, các website phim lậu bị truy quét rất nhiều. Tuy nhiên, việc truy quét đánh sập các trang web phim lậu cũng như là tình trạng bắt cóc bỏ đĩa. Website này bị đánh sập thì website kia lại mọc lên. Lý do đơn giản là thông thường các web lậu hầu hết đều có những web dự phòng. Khi web này ngưng hoạt động, lập tức sẽ chuyển sang web khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay là ngày 1 tháng 4, kỷ niệm 20 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 20 năm qua, cứ đến dịp này, những người yêu nhạc Trịnh luôn ngồi lại cùng nhau để nhớ, hát và nghe những giai điệu bất hủ của ông. Và báo Thanh Niên số ra sáng nay có bài viết đáng chú ý. 20 năm nhớ Trịnh Công Sơn.
Bài viết cho biết dù đã có muôn vàn những đêm nhạc Trịnh, có biết bao đĩa hát Trịnh với nhiều phong cách thể hiện, những hình thức biểu diễn thì âm nhạc Trịnh Công Sơn chưa bao giờ thôi mới mẻ với người say mê. Đến nay, Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ Việt Nam có ảnh hưởng quốc tế rộng rãi khi ông được báo chí quốc tế nhắc đến như một Bob Dylan của Việt Nam, theo tờ BBC dẫn nguồn. Nhạc sĩ được yêu mến nhất tại Việt Nam, theo tờ The Washington Post. Còn tại Việt Nam, như đúc kết những người hát nhạc Trịnh, yêu nhạc Trịnh, nghe Trịnh, âm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ mãi là những âm thanh trầm bổng của sự xoa dịu, an ủi, sẻ chia, kết gắn khi thời gian đã xác nhận rằng nhạc Trịnh phải vào tâm thức của người nghe, một loại cảm xúc vượt lên những buồn vui của họp tang thông thường. Hãy cứ vui chơi cuộc đời, hãy cứ vui như mọi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã điểm qua rất là nhiều bài viết đáng chú ý. Và quý vị có thể xem lại trên kênh YouTube của kênh VTC9 hoặc là trên Facebook của kênh VTC9.